Ê, chị kia làm cái gì đây hả? Tại sao tới đó lại cơ bôi bóng cái gì đó hả? Con lấy gì bật kia? Nó kêu nào? Hay 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 hay, bao nhiêu đâu anh cho mày mày chè hả? Bao nhiêu đâu cho mày chè hả? Nè, chúc lên đi clean up hết giùm ba cho. Ngày mai sáng sớm ngày mai á, ba đánh thức con dậy để mà đi rước bà ngoại với ba. It's very early in the morning, bà ngoại. Ok. Tomorrow morning. Bây giờ con phải dẹp hết mấy cái đồ chơi của con. Nào, để bà ngoại về, bà ngoại không có thấy, bà ngoại đem đi dẹp, mệt bà ngoại lắm. Go, 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 clean up your stuff please, ok? Hả? Nào, mấy cái đồ chơi của con đó, con không chơi nữa thì con dẹp giùm ba. Cái nào con không chơi nữa, bỏ con rác, ô, dẹp, organize. Ok? Hả? Hiểu không? No. What do you mean, you không hiểu? You need to clean up your toys, your mess. But all right. I'm not here. I'm not understand. Huh? I'm not understand. Vậy làm sao con hiểu? Hả? Không có biết làm sao. Làm sao con mới hiểu? Nè. Nói tiếng Anh con hiểu. Trời đất mẹ ơi. Bây giờ ba muốn con clean up your mess. Okay. This table is a mess. I don't know. You playing? Or it's trash. This is a mess on that table. Clean them up, please. Alright. Còn cái đó là cái gì? Cái mền đó, nó mấy cái ghế đó làm cái gì? Hả? Con che mấy cái đồ trash của con hay là con chơi cái gì đó? What you playing with that stuff, huh? It's for my baby bag. Baby đâu? Here, one baby right there. Wait, baby. I don't know. Okay, so don't worry about it. Don't get. One baby's in the box. Okay. And she can sleep here, and the other baby's in my house. She can sleep over there. Okay. All right. I make a bed for her. Okay, okay. Daddy needs to get your food ready to go tonight, and Daddy needs to go đi làm. Chúc Linh, clean up, and then we have to go. All right. And then we wait for chị Hai to hurry up now. Is she going with yes, us? Yes, she going with Daddy. Right, and then we pick up nội tomorrow morning, yay! I mean lộn, pick up bà ngoại tomorrow morning, yay! And bà ngoại will cook better food for you, okay? What better food? Bà ngoại, I don't know, bà ngoại cook food better for you than I am. I love food. Alright, Daddy will come back with this clean up thing, okay? Okay. Make sure you clean them up nice and neat. Nice and neat, okay. Sáng sớm cho con ăn xong rồi bắt đầu cho rùa ăn. Không, cho rùa ăn, cho mèo ăn rồi. Trúc Linh ăn rồi. Bây giờ tới rùa. Okay. Đấy, con rùa, con fish. Tổng cộng trong đây có 4 con fish. Bây giờ còn có một con à. Ba con kia đi lần lượt nó đi coi như là chào, coi như là Diêm Dương rồi. Chết rồi hả? Yes. Dạ, ba kiểu hai cái, hai cái chết mà. Dạ, yeah, con lấy cho nó ăn đi. Con lấy đồ ăn cho nó ăn đi. Ok. I'm gonna feed the turtle first. No, con phải cho con cá ăn trước, but that's okay. Don't worry about it now. They're all the same now. Since only one fish. Ok, hurry up. Okay, rồi, that's good. Coi chừng làm đổ nha. So how many for the fish? Yeah, don't worry, no more now. Look at this, coi chừng làm đổ, ba nói nữa. Dạ, chú anh phải bấm chuông chứ. Yeah, phải bấm chuông nha. Này. Để xuống. Kìa, mở kìa. Chú anh mở kìa con, cụ chi hay kìa. Go. You sure about that? Yeah, I got you. You sure? I got you. Huh? Okay, guys, mở cửa nói kìa. You going too much, too far. Hello, nội. Hello, nội. Ở nhà nha. Bữa nay đi rồi, hôm qua ở nhà. Sao ai mua cái đó nữa vậy? Không mua. Đi về mua nữa hả? Sao nhiều chuyện như vậy? Đồ chơi ông chùm á, bà cũng đi mua nữa hả?
Hả? Ok, con gửi nó, ba con đi đi mua đồ ăn cho Vi nè, trước cái đã. Rồi, chúc Linh có gì cho ba coi ở bên nhà nội nè, hả? Nhà bà nội. Nhà bà nội hả? So I pick up these one see. À, ok, cái gì? Ồ, mấy cái hộp gì đó hả? Ừ, cái đó không nè, cái đó chơi không có bỏ miệng đúng không? Đúng rồi. Không có bỏ miệng chút Linh biết đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. Rồi. I pick it up and I wash it. Vậy đó hả? Giờ còn gì nữa? Chúc Linh. Này, chúc Linh khoe với mình là bên nhà nội chúc Linh có mấy cái đồ chơi này, cho nên chúc Linh muốn mình quay phim. Wow, hơi cứng đó hả con? Yeah. Lấy cái khác đi, cái đó cứng rồi, cái đó lấy cái khác đi. It's okay. Yes. Oh, wow, wow. Vậy đó. À, đẹp quá vậy. Yes, cái này mình uống nước được nè. Mình uống juice được nè. Đúng rồi. The second one. The second nữa hả? Còn nữa. Cha, đó, đồ ăn của Trúc Linh nè, quần áo của Trúc Linh nè. Ủa, không phải hả? Oh, yes. Thì Trúc Linh thích màu gì? Ui, dù như mấy cái luôn. Wow. Nhiều vậy luôn á hả? Ua là lá. Green and the red. Vậy luôn. Look. Oh, there's a green and a red nữa nè. And we have to open it and yes. Watch it. Yes, right. Ui, chú cha ơi. Ui, chú cha ơi. Snack. Snack nữa. Wow, qua bên nội có một bữa là được nhiều vậy luôn đó hả? Yep. Oh, wow. Chờ mấy cái snack gì đặng? Con có snack gì đằng đó? Có hộp dưa nè. And bánh nè. Rồi, ok. Quá xá là hết sảy luôn. Yep. Không có dấp với ba. Phải dạ đàng hoàng chứ có dấp dấp. Hả? Ok, với ba stand up sao ba quay được con? Stand up. Con quay, con stand up, con làm đi. Stand up. Alright, alright, gosh. Rồi, rồi, stand up nè. Ok. 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 Hổ cái này, yes, ok. Put it up to the sky. No, I'm not gonna put it up to the sky. It's too far, I can. Gonna keep me like this. Rồi, giờ chúc Linh viết làm sao, làm gì? That's the quiet, I have to put, I okay. Do I pledge allegiance. Alright, you do it, baby. Yeah, go. I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, to liberty and justice for all. This is all the flag, the red, the white, the blue, 50 stars, 13 stripes, the red, the white, the blue. Yay! Chú Linh giỏi quá đi, yay! I don't know how to do this. Take a bow. No! You really gotta take a bow. Giỏi! So lovely, lovely, lovely! I love it, love it! Chú Linh giỏi quá. Rồi, cầm giùm ba. Your turn, your turn. Oh no, Daddy không nhớ đâu. Daddy không nhớ đâu. That's a long, long, long time ago. Like over 30 years ago. Daddy không nhớ đâu. Ba ơi, con chỉ ba cho. Thôi, 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 không nhớ đâu. Nope. I pledge allegiance. Yes, ba không có nhớ đâu. Okay. Con nhớ mà. Thì con nhớ con làm chứ ba không có nhớ. Ok. Rồi, ba bấm tắt nha. 1, 2, 3. Bấm. You say, you say, mommy, you say, ever somebody say, leave them alone. Yes, yes, oh, that's correct. But when you see bà ngoại, because bà ngoại, long time you have to see bà ngoại. When you see her, you have to ask bà ngoại là, I miss you bà ngoại, I love you bà ngoại. I hope you feel better. Bà ngoại không có buồn nữa nha. Tại vì chúc Linh thương bà ngoại. Nhớ nhớ gì với mẹ nha không? Dạ. Giỏi quá đó luôn. I miss you so much. Chúc biết con. Đưa mặt ra coi. Đưa coi cái mặt coi. Where's chị hai? Chị hai sleeping. Oh, sleeping hả? Rồi, tao nghiệp chị hai vậy. Đâu con qua nội con làm gì? Con qua nội con chơi với bà nội. What do you do with her? Playing with scooter. Scooter? Where? Scooter outside. Oh my god, make sure it's no. Chúc Linh con. Safety, okay? Get far away from the phone. Put the phone far away, yes. Xa xa. Make sure you're feeling okay. Are you safe, okay? Yeah. Never mind, I know that. I go super fast.
Hả? Không có đi fast được vậy. Why but I just I go up to the mountain and then go down so fast. Like so fast I actually stop. It's like too fast. Too fast I can't stop. I have to stop. I can't touch my eye. She'll scream at me. Oh yeah. She thought she's gonna broke the scooter. Looks so funny. YouTube on you. I love you, Trúc Linh. Make sure you have that far away. Rồi con qua nở con ăn gì vậy? Xa ra, không có được gần. Wow. Wow. Yeah, Trúc Linh đi nước bà nội bà ngoại nè. Yay. Yeah. Yeah, chúng ta đi nước bà ngoại nè, bà ngoại ơi, yeah. Con gặp bà ngoại con nói sao? Vậy đó hả? Ừ, giỏi quá. Rồi bây giờ là sáng cỡ 5:30 sáng. Đúng rồi đó con. Yes, 5:30 sáng, Trúc Linh đi rước bà ngoại với lại Daddy nè. Okay, đây là JetBlue. Mình travel từ ở bên Los Angeles về Boston. Oh, Daddy, I want to go here. Okay. Tới bà ngoại đi, đi nè, đi nè, bà ngoại nè, đó, đó. Thank you very much. Yes. Okay, Miss Tan. Yes. Yeah. I can take care of her from now. Yes. Yeah. You can take it. Okay. Yeah. Thank you. Take yeah. her luggage. Yes. This one belongs to her. Yes. Thank you very much. You're welcome. Yay! Teddy bear. Yeah. Yes. Đợi anh chút vậy. Okay. So, nè con gì đó, nè cầm. Rồi đây quý vị, mẹ Chiều View đã về tới Boston hồi sáng sớm hôm nay, rất là sáng. Và bây giờ đi làm món cá đầu tiên cho mình ăn để đi tiệm đây nè. Giờ cái này là cá gì quên rồi, không thấy được. Cá đồng rồng. Ồ, con nhìn đây con tưởng là cá lia thia chứ. Con tưởng đồng đem bệnh qua. Dạ. Wow, này lâu lắm rồi không được gặp cá như vậy quý vị. Mình nhìn mình tưởng là cá lê thia, mình thấy hơi tiếc tại vì mình khoái nuôi cá lê thia mà. Và ở đây mình có cái nồi canh rau dền mình hái ở ngoài sân vườn mình vô. Không, và đây là cá bên Việt Nam mới đem qua. Một nồi đang chiên ở bên kia. Cá này đang chiên là gì, cá lóc hả? Cá sặc. Cá đồ đồ gì đó. Hết sảy luôn. Đấy. Rồi, welcome back to Boston.